chào toàn thể anh em đã quay trở lại với kênh của Hoài Bãi nha. Hôm nay Hoài Bãi mới về cho anh em một con máy phát cỏ siêu Singu Tanaka. Đó, hai cái hãng này thì nó y chang nhau, nó làm tương tự giống nhau luôn nha anh em. Đó, con này thì máy là dòng công suất tầm trung nha anh em. Đó, nòng của nó là 36 ly. Đó, rất là khỏe rồi. Đó, đấy là mạnh hơn các dòng mà 34 ly, 32 ly, 30 ly nữa anh em nhé. Đó, còn lớn hơn nó là có 40 ly thôi. 40 ly, 38 ly, hai loại đấy là lớn hơn nữa thôi. Đó, nhà này là 36 ly, công suất tầm trung, cũng rất là khỏe, xài bộ côn rất lớn nha. Đó, xài bộ côn lớn, anh em thể gắn qua vừa tất cả các cần của cái máy mà nòng 40 hoặc là nòng 36, 330 Trung Quốc. Nói chung là cứ cần lớn nó úp vào được hết luôn. Đó, anh em chỉ cần đoạn 4 ông đã cần ra. Còn anh em nào mà đang xài máy bao lô, anh em có nhu cầu chuyển đến cái máy mới hơn hoặc là máy lớn hơn thì anh em lấy cái cần bao lô bỏ sang thôi nha. Đó, con này là bán nguyên bộ đây thôi nha. Đó, và cái cần của nó công cành quá nên tháo bỏ rồi. Đó, máy này là full zin từ ANZ nha anh em. Đó, máy bao zin từ ANZ. Đó, đồ đạc là zin 100% theo máy hết nha. Con này là xài bộ chế One Pro, chế đời cao cấp nhất trong các dòng chế luôn. Đó, chế tai đỏ One Pro, hai ốc chỉnh này. Đó, một ốc chỉnh xăng gió này, một ốc chỉnh găng ti. Đó, đầy đủ hết luôn. Máy bao đẹp, bao zin. Đó, và đặc biệt là có cả ổ giật trợ lực luôn em nha. Đó, ổ giật trợ lực luôn. Đó, cái tay nắm giật nó này rất là xịn sò luôn. Máy này là hàng bãi về là bao đẹp cho anh em luôn nha. Đây, bình xăng lớn đẹp luôn này. Đó, hai khóa xăng zin. Một là cái khóa ống trắng này là ống hồi nha, ống hồi hồi xăng về. Còn cái ống này là ống hút xăng lên nha. Anh em muốn khóa hết lại thì mở ngang ra, mở dọc này là mở khóa nha. Dây đeo zin này. Đó, dây đeo zin của Nhật luôn, rất là xịn. Đó, bộ này thì bên em về là bao zin 100% đã nổ ngon lành hết rồi. Về là chỉ việc sử dụng thôi nha. Đó, không có gì để chê cho cái này luôn. Đẹp mới keng à. Con này là về đúng đổ xăng là nổ luôn nha anh em. Đó, máy là full zin từ ANZ. Đó, bây giờ sẽ test nổ cho anh em xem nha. Con này giá cũng rất là mềm mại đấy anh em. 2.200.000 thôi. Đó, 2.200.000 là máy bao hết rồi. Bao ship. Đó, bao ship tận nhà luôn. Đó, rất đẹp. Đó, rất là ngon luôn. Rất nổ luôn em. Đó, rất trợ lực nên giật rất là nhẹ. Máy giữ găng đi rất tốt, hơi còn rất là khỏe luôn. Siêu tiết kiệm xăng luôn nha anh em. Riêng bộ chế này là một ngày em phát hết tầm 1,5 lít xăng thôi. Đó, bao lượng xăng nha anh em. Đó, và máy lớn nữa nha. Đó, cái ống này của nó là ti vuông nha anh em. Đó, rất dễ thay đồ. Đó, rất là nhẹ nổ luôn. Đó, máy là hoàn toàn zin 100% nha anh em. Đó, nòng bạc đồ là chưa có vặn ốc ra luôn nha. Đó, bao zin 100%. Anh em nào mà chốt cứ liên hệ trực tiếp qua số điện thoại 0345 0599 em nha. Đó, Hoài Bãi chuyên phân phối tất cả các dòng máy đẹp. Đó, máy cưa, máy gắt cỏ. Đó, rất là nhiều các hãng máy. Rồi, con này giá 2.200.000 nha anh em. Bao ship tận nhà anh em luôn nha. Đó, anh em nào chốt cứ để lại số điện thoại, bên em sẽ liên hệ trực tiếp với anh em nha. Đó, hoặc là anh em kết bạn qua Zalo số điện thoại 0345 0599 nha em ha. Xin cảm ơn toàn thể anh em.